Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series One Piece phiêu lưu ký. Hôm nay thì là chúng ta sẽ tham gia vào một khóa huấn luyện của Rayleigh. Thì không biết là Rayleigh có làm cách nào để giúp mình khỏe hơn không. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem nhá, có 3 loại: Basic Training, New World Training và Pirate King Training. Thì đây là buổi tặng này. Thì chúng ta sẽ thử Basic Training nhá. Basic Training thì chúng ta sẽ có một sao và đánh những cái này: Rare Attack Training, God Training, God Break Training, God Impact Training, First Using Power Style. Wow. Thế thì chúng ta sẽ thử từng cái một nhá. Chúng ta sẽ thử dụng Range Attack Training trước. Chúng ta sẽ sử dụng Luffy này đi. Cho Ezu đi theo đi. Chết thì còn cứu. Đó. Chúng ta sẽ học Range Attack Training, nghĩa là cú đánh tầm xa. Sẽ được Luffy sử dụng, sẽ được Rayleigh chỉ dẫn, Rayleigh hướng dẫn cho. Marco, nào là làm nào Marco. À giống như trong. Bazooka. Cannon. Chết mẹ rồi. Ôi trời ơi, đau thế. Bazooka. Ủa, bên đã thắng rồi hả? Thế đấy á? Tưởng học Range Attack. Vãi đái fail. Thua, mình vẫn chưa sử dụng được cái Range Attack mãi nồi. Quay cả đấy. How to sử dụng được Range Attack vậy? Omae ni ani wa iru no ka? Ok. Cái này hả? Nó là cái này đấy hả? Hai cả cứt đập gãy cả người. Còn đánh xa như nào? Lão này. Ai cứ hai thằng Luffy go mu nào. Mình vẫn chưa sử dụng được cái ấy. Bye đài. Thử xem Rain Attack là lúc nào nhá. À, tiền sử đây, nó là cái này. Ôi trời ơi. Ôi. Vãi nồi. Xem nào. Chết cụ mà đi. Cả cực.
Đẹp cấp rồi. Ông cứ nhờn với tôi. Ông nhờn với tôi này. Ok, để xem mình hoàn thành đấy nhá. Mình đã làm được một cái race attack rồi. Không biết được không ta. Đấy, S. Tuyệt vời, vãi nồi C. God chanting này, God break, God impact, first using speed style, first using tactical style, battle tractor divide into 5 type, speed style is to win. Sử dụng những người có tốc độ. Ok. Dễ mà. Những người có tốc độ cao. Đây đi. Những người có tốc độ cao thì sẽ được sử dụng trong cái map này. Và Shanh với cả Mihawk sẽ là người cầm kiếm chém. Là như nào? Hello. 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 You. Samurai. You. Hop. 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 Chốn chốn chốn. Anh em thấy không? Mày. Đây là rèn luyện của Mihawk với cả Shanh chứ đâu phải rèn luyện của Rayleigh đâu. Không biết được chưa? Không thì cái Rayleigh, cái luyện tập cùng Rayleigh để nhảm xít vãi. Tưởng là mình phải thực hiện cái combo nào đấy. Hóa ra mẹ mình cho mình tự đánh ạ. Nhảm xít. どれも手ごわい手配書ばかり手配書がたくさん届いているだわいな手配書どれも手ごわい手配書ばかりだから心して挑むだわいな どれも手配書がたくどれも手ごわい手配書ばかりだから心して挑むだわいな Đánh mẹ truy nã cái trận ở đây. Đánh mẹ truy nã cái trận Đánh Juna cái trận lấy ấy đi. Xoắn quẩy. Đánh mẹ Juna cái trận giành trái Mera Mera Nobi ở Restora đi. Xoắn à. Mình đang đánh trận Sabo với cả Jesus Burgess.
để giành trái Mera Mera no Mi. Đấy. Mày ăn trái Mera đúng không thằng chó? Đấm gần chết mẹ mình rồi. Mình đấm nó không đau luôn ấy. Vãi nồi. Nó khỏe vãi nồi anh em ạ. Trời ơi, mình con này mình yếu vãi cứt. Bờ ghét này yếu lắm. Nó không có sóng xung kích các thứ trong TV như TV đâu. Phế vãi cứt. Phế bật mẹ đá anh em ạ. Nó đang bị giảm đam với cả giảm đấy. Gáp đã giảm đam với cả đấy. Xà bùi. Xem phát này thắng không. Thôi bay. Không chạy đâu. Úi dồi sao bộ. Gặp năng lực của Gap là giảm ấy, giảm năng lực với giảm sức đánh là giảm giáp. The big finish. Úi dồi ôi. Chết rồi anh em ạ. Bye. Trong này nó có cả những cái mà lệnh truy nã đặc biệt, nghĩa là đánh lại những cái trận mà trong phim ấy anh em ạ. Như kiểu Jesus Burgess để đánh nhau với cả Sabo để sau cái trận sau khi mà Sabo ăn trái ác quỷ mà Jesus Burgess sẽ phải đánh một trận. Chúng ta sẽ phải sử dụng Smoker để đánh bại hai thằng này. Chúng ta sẽ sử dụng Smoker để đánh bại Lo với cả Doflamingo. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hai thanh niên này thôi. Đó. Smoker đánh với cả Lo và Doflamingo. Sẽ lại Marineford. Chắc nó không có ở băng Hazard anh em ạ. Nó không có cái map băng Hazard. Thế nên là nó bắt buộc phải đánh ở Marineford thôi. Chả sao cả. Quất nào. Smoker cũng đã đụng độ Doflamingo và Lo ở băng Hazard rồi. Sao mày? Đúng rồi. Dùng cái đinh bài thạch của mày đi. Đinh bài thạch. White out. Phải nổi ạ. Anh ngu vãi. Đúng là thánh ăn hành luôn đấy. Ôi ông ơi. Sao phải giết Doflamingo rồi. Lấy nào. Xì mốc cơ. Bay cả bắn tim. Ôi bỏ mẹ ơi. Ôi. Bắt buộc phải dùng thôi. Chứ không thì sẽ kinh vãi. Ghê không? Ghê chưa? Cắm được vào cái này vào đầu nó nhưng mà với bạn thua không? Bãi nồi thua. Nó khỏe bãi nồi anh em ạ. Hai thằng họ đi. Thôi đánh nốt trận này rồi chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây nhá. Mày khỏe vãi cứt. Đồ flam mày khỏe này. Nhờn rồi. Đồ Flamingo. Con hạc trắng. Về bãi liền. Đô Flam có trái Eater mà. Trái Eater là trái Phải nổi ạ. Đập cho sắp mặt lờ. Đang ở room đi mày.
Ủa thế là trong vùng của tay 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 gấp. Ok đó. Trông ngu vậy. Chết rồi, bây giờ mình chơi đồ Flamingo là xong. Thôi bye. Kinh vãi. Smoker chọc đồ Flamingo vãi nồi. Best. Smoker chọc đồ Flamingo, đây là một cái kết không tưởng. Ok, tạm biệt anh em nhé, bye bye.